Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy Lợ nghe các bạn. Hôm nay Lợ nói về tính tổng phân số lớp 4. Thì tổng phân số lớp 4 mình sẽ có 4, xin lỗi, có 3 dạng chính sau đây. Dạng thứ nhất đó là cái phân số đứng sau gấp một số lần phân số đứng trước. Ví dụ như 1 phần 3 nè, 1 phần 6 nè. Thì các bạn thấy 1 phần 6 nhân 2 sẽ bằng 2 phần 6 và rút gọn sẽ ra 1 phần 3. Đây, thấy chưa? Vậy phân số đứng phía sau nhân 2 lần sẽ ra phân số thì trước. Vậy phân số này gấp 2 lần phân số này. Tiếp tục các bạn kiểm tra phân số đi trước gấp 2 lần phân số đứng phía sau, được chưa? Đó là dạng thứ nhất. Dạng thứ hai đó là các bạn nhìn vào tử nè, là những con số giống nhau hay còn gọi là bằng nhau nè, và mẫu sẽ có dạng tích nè, đó dạng tích nè, được chưa? Và dạng thứ ba đó là dạng kết hợp hay còn là tổng hợp. Thì các bạn dạng này khi các bạn nhìn ở tử đó là một dãy số cắt đều, và ở mẫu cũng là một dãy số cắt đều, ok chưa? Rồi thì ở đây mình sẽ giải dạng thứ hai, còn dạng thứ nhất và dạng thứ ba các bạn hãy giải. Nếu bài nào không biết các bạn hãy comment ở phía dưới, mình sẽ dựng đoạn clip riêng để hướng dẫn cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi dạng thứ hai thì các bạn viết lại đề nè, mình đặt lại chữ A đi cho nó gọn nha các bạn. 1 nhân 2 cộng 2 phần 2 nhân 3 cộng 2 phần 3 nhân 4 cộng 2 phần 4 nhân 5 cộng 2 phần 5 nhân 6 cộng 2 phần 6 nhân 7. Thì ở đây các bạn phải dùng kiến thức thứ nhất đó là A nhân B cộng A nhân C. Thì hai thằng này có chung gì ạ? Chung số 2, chung A, mang A nhân mở ngoặc B cộng C. Rồi, vậy A mình viết lại bằng, thì ở tử đều có số 2 nè, các bạn thấy không ạ? Vậy các bạn mang số 2 ra ngoài, 2 nhân mở ngoặc thì mang hết còn lại số 1 nha các bạn. Và mẫu các bạn viết lại đó. Ok chưa? Và các bạn nhìn, mình giải riêng nha. Đây là nháp nè, nháp. Các bạn nhìn nè, 1 nhân 2 thì các bạn thấy rằng lấy 2 trừ 1 có phải ra 1 không ạ? Vậy ở trên sẽ là 2 trừ 1 nó mới bằng 1 nè, hiểu chưa ạ? Phần 1 nhân 2, mẫu số chung các bạn tách thành mẫu số riêng đó, được chưa ạ? Rồi các bạn rút gọn nè, rút gọn nè, vậy sẽ ra là 1 trừ 1 phần 1 trừ 1 phần 2. Và các bạn thấy rằng nhưng mối liên hệ nha các bạn, tương tự 1 phần 2 nhân 3 thì các bạn sẽ đón ra là 1 phần 2 trừ 1 phần 3. Tiếp tục như vậy, 1 phần 3 nhân 4 sẽ bằng 1 phần 3 trừ 1 phần 4. Tiếp tục như vậy thì mình sẽ có A sẽ bằng 2 viết lại là nhân mở ngoặc. Thằng này chính là thằng này, các bạn viết vào 1 trừ 1 phần 2 cộng, đây sẽ ra là 1 phần 2 trừ 1 phần 3, đây sẽ ra là cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 4, đây sẽ ra là cộng 1 phần 4 trừ 1 phần 5, đây sẽ ra là cộng 1 phần 5 trừ 1 phần 6, đây sẽ ra là cộng 1 phần 6 trừ 1 phần 7. Sau đó các bạn rút gọn nè, biết chưa? Vậy A sẽ bằng 2 nhân 1 trừ 1 phần 7. Sau đó các bạn quy đồng mẫu số trong ngoặc, sau đó các bạn nhân thêm 2 thì các bạn sẽ ra A được kết quả như sau, được chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợ để Lợ khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa.